talk about how I saw the movie. Con kể lại đi. Không, mình sẽ nhìn, con nhìn thấy được Kubo bị ông mặt xanh làm đau một mắt, phải đeo một eye patch. Xong rồi là Kubo bị chết hai mẹ. Xong rồi Kubo đã cố sức để còn lấy được bộ của bố với cả mũ của bố để còn chiến đấu. Và bố mẹ của Kubo bị chết tại vì chị độc ác của mẹ của Kubo. Thì là Kubo lại thắng. Thế Kubo có khả năng gì đặc biệt nhỉ con nhỉ? Khả năng là có phép thuật làm giấy sống và làm giấy bay. Và là Kubo cũng kể chuyện hay nữa. Và là đánh đàn làm giấy bay và Kubo đánh đàn cũng có thể gấp giấy chim. Sao chẳng là bay lên à? Thế sao cuối cùng như thế nào ấy hả con nhỉ? Cuối cùng là Kubo đã thắng và ông mặt trăng của Kubo đã thành một ông cũ nó tốt bụng. Ông bụng tốt bụng đúng không? Vâng ạ. Con có thích phim này không? Có. Hôm nay mình đi chơi thì con có thích không? Và mình đi những đâu nhỉ? Đi nhà hàng xem phim ăn kem với cả vào nhà nhảy. Nhảy à? Bao xì à? Con có thích không? Có mà đau chân. Thế thôi bây giờ đi về nghỉ nhá. Ok. 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 Are you ready to sleep? Ok. Next time we'll go see another movie, all right? Mommy, but tomorrow we're going to watch the part that movie ends. We didn't get to see the ending of the movie. Yes. But it's not online yet. When it's online, we will see it, okay? Okay, and we just want to beat the dragon. You just want to beat the dragon? All right. Bye-bye. Bye-bye. Bye.